Hòa thượng Thích Tịnh Không đã viên tịch vào lúc 2 giờ sáng ngày 26 tháng 7 năm 2022, trụ thế 96 tuổi. Lão Pháp Sư Tịnh Không, thế danh Từ Nghiệp Hồng, sinh ngày 15 tháng 2 năm 1927 tại huyện Lư Giang, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Thời thiếu niên, Ngài học ở trường Trung học Quốc lập thứ 3 và trường Trung học Nam Kinh Thị lập thứ nhất. Vào năm 1949, Ngài đến Đài Loan phục vụ ở Thật Tiễn Học Xã. Lúc có thời giờ, Ngài nghiên cứu học tập kinh sử triết học. Vào năm 26 tuổi, Ngài bắt đầu học Phật và ăn chay trường. Đầu tiên, Ngài cầu học với nhà triết học giáo sư Phương Đông Mỹ một năm. Kế đến, Ngài theo học cao tăng Mật Tông Đại Sư Dương Gia 3 năm. Sau cùng, Ngài đến Đài Trung cầu Pháp với nhà Phật học Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam 10 năm. Năm 1959, lúc đó Ngài 33 tuổi, Ngài thế độ ở chùa Lâm Tế, vùng Viên Sơn, thành phố Đài Bắc. Pháp danh là Tịnh Giác, pháp tự là Tịnh Không. Sau khi thọ giới cụ túc, Ngài đi khắp nơi giảng kinh thuyết pháp ở Đài Loan và các nước trên thế giới. Trước sau đã giảng giải như Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa, Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Viên Giác, Tịnh Độ Ngũ Kinh, tức là Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh A Di Đà, Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương, Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, Kinh Kim Cang, Kinh Địa Tạng, Kinh Phạm Võng, Kinh Nhân Vương, Kinh Đại Bát Nhã Cương Yếu, Bát Nhã Tâm Kinh, Kinh Bát Đại Nhân Giác, Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Kinh Thù Thắng Chí Lạc, Kinh Đương Lai Biến, Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Kinh Kiết Hung, Lục Tổ Đàn Kinh, Sa Di Luật Nghi Yếu Lược, Đại Thừa Khởi Tín Luận, Vãng Sanh Luận, Đại Trí Độ Luận, Pháp Bách Minh Môn Luận, Duy Thức Nghiên Cứu, Bát Thức Duy Củ Tụng, Trung Phong Tam Thời Hộ Niệm. Chúng ta sanh đến thế giới Ngài thuyết Phật giáo Tam Tạng Kinh Điển mấy mươi bộ. Ngoài ra, Ngài còn giảng Thái Thượng Cảm Ứng Thiên và Liễu Phạm Tứ Huấn. Còn có chương trình Nhân Ái Hòa Bình Giảng Đường, giảng kinh thuyết pháp đã hơn 60 năm, chưa từng gián đoạn. Ngài thông kinh luật luận của các tông phái Phật giáo và học thuyết của những tôn giáo khác như Nho, Đạo, Kitô, Islam, vân vân. Đặc biệt đối với Tịnh Độ Tông Phật giáo, Ngài tận tâm, tận lực, chuyên tu, chuyên hoàn, được hoàn tựu và thành tựu rất là huy hoàng. Hiện nay có phát hành nhiều loại băng giảng, cassette, băng giảng video, đĩa CD, đĩa VCD, DVD, có đến mấy ngàn tập. Hơn nữa, Ngài là người tiên phong trong việc áp dụng kỹ thuật truyền thông đa phương tiện Internet để phổ cập Phật học với trọng tâm là Pháp Môn, Tịnh Độ. Các bài giảng của Hòa Thượng có thể tìm thấy phổ biến trên các trang website, YouTube bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Hòa Thượng luôn nhấn mạnh
Phật giáo không phải là tôn giáo, không phải là triết học. Phật giáo là giáo dục Phật đạo, dựa vào trí tuệ và từ bi để thành đạo, chứ không phải là tôn giáo mê tín dị đoan. Tôi nói, Thuận Thế Vô Thường, Hòa Thượng Tịnh Không đã viên tịch vào lúc 2 giờ sáng ngày 26 tháng 7 năm 2022, trụ thế 96 tuổi, thành kính đảnh lễ giác linh ân sư Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không. Sau khi thọ cụ túc giới, và đây là cũng chính khởi đầu trong suốt quá trình giảng kinh thuyết pháp, ngoài việc tinh thông kinh điển Đại Thừa, Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không nghiên cứu các kinh điển những tôn giáo khác như Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Nho giáo, vân vân. Nên Pháp Sư đã khởi xướng xây dựng mối đoàn kết 9 tôn giáo tại Singapore như một đại gia đình, và cũng là người chú trọng thúc đẩy hòa bình, đoàn kết các tôn giáo và các dân tộc khác. Ngoài ra, Pháp Sư Tịnh Không còn cùng đệ tử là Pháp Sư Ngộ Đạo thành lập Tịnh Tông Học Hội trên toàn thế giới do cư sĩ Lý Bỉnh Nam khởi xướng. Hòa Thượng Tịnh Không được xem là người có công phục hưng Tịnh Độ Tông với việc cống hiến cả cuộc đời mình cho việc nghiên cứu, thực hành và truyền bá pháp môn Tịnh Độ, là một pháp môn mà Hòa Thượng Tịnh Không đã đạt được những thành tựu lớn nhất. Năm 1960, Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không được mời làm giảng sư ở Tam Tạng Học Viện Chùa Thập Phổ, thành phố Đài Bắc. Năm 1965, Ngài đảm nhiệm ủy viên thiết kế của Hội Phật Giáo Trung Quốc. Năm 1972, đảm nhiệm tổng chủ giảng Đại chuyên Phật học giảng tòa của Hội Phật Giáo Trung Quốc. Năm 1973, đảm nhiệm Viện Nghiên cứu Phật học Viện Học thuật Trung Hoa, giáo thọ ủy viên biên dịch Hội Chú Thích Kinh Phật Ngữ dịch Đài Loan. Năm 1975, Hòa Thượng đảm nhiệm làm giáo thọ Văn hóa Đại học Triết học Hệ Trung Quốc và giáo thọ Thiên Chúa giáo Đông Á Tinh thần Sinh hoạt Nghiên cứu Tập sở. Năm 1977, đảm nhiệm Viện trưởng Viện Nội học Trung Quốc. Năm 1979, Ngài đảm nhiệm Viện trưởng Viện Tịnh Độ Thật Tiễn Trung Quốc. Năm 1977, Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không bắt đầu nhận lời mời thuyết giảng ở hải ngoại, đẩy mạnh nền giáo dục của Phật Đà, chỉ rõ phương châm nền giáo học của Đại Thừa chủ yếu là phá trừ mê tín, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, khởi phát chân trí tuệ, khiến cho xã hội đại chúng hiểu rõ chân vọng, chánh tà, đúng sai, thiện ác, lợi hại, để xây dựng lý trí, đại giác, phấn phát, tiến thủ, lạc quan, tạo một lý tưởng nhân sanh quan vũ trụ quan, thì mới có thể giải quyết được tất cả khổ nạn của chúng sanh, đạt được mục tiêu giáo dục hạnh phúc chân thật vĩnh hằng, cứu cánh viên mãn. Vì muốn để cho cái lý tưởng này thực hiện được, nên Ngài trước sau ở Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Malaysia, Hoa Kỳ,
Úc, Tây Ban Nha, Anh, v.v. đề xướng chỉ đạo thành lập và có hơn 50 ngôi đạo tràng, tịnh tông, học hội. Đảm nhiệm chức vụ cố vấn hoặc đạo sư của mấy chục đoàn thể Phật giáo và đoàn thể xã hội. Cùng năm, Ngài còn đề xướng chỉ đạo cho con cháu người Trung Hoa khắp nơi trên thế giới nền tảng xây dựng Trung Hoa dân tộc bá tánh tông từ, có nghĩa là đền thờ tổ tông. Hy vọng cách giáo hóa này khiến cho mọi người đều biết thành tín, trung, kính, hiếu, đạo, luân thường, đạo lý, thuần phong mỹ tục, hưng long quốc vận, thực hiện thái bình. Ngài cũng nghĩ rằng văn ngôn, văn cổ văn là quá khứ, hiện tại, vị lai, ba đời cùng chung thông dụng ngôn ngữ, văn tự, văn hóa Trung Hoa rất độc đáo, khác thường, là một nền văn hóa trên thế giới phát minh vĩ đại nhất, cũng là mấy ngàn năm bảo tàng trí tuệ của nhân loại. Năm 1985, Ngài di cư sang Hoa Kỳ. Thời gian Ngài hoàn pháp trên đất Mỹ, do bởi Ngài có sự liên hệ đoàn kết với các chủng tộc, xã hội được an hòa, nâng cao phương diện đạo đức, có sự cúng cống hiến rất nổi bật. Vào tháng 8 năm 1995, Ngài được tiểu bang Texas, nước Mỹ phong tặng công dân danh dự của tiểu bang và thành phố Dallas. Cũng cho phong tặng công dân danh dự của thành phố. Thời gian hoàn pháp ở đây, đã từng được mời đi giảng ở các trường đại học Lý Công Tân Gia Ba, trường đại học tiểu bang Minor nước Mỹ, trường đại học Daze College tiểu bang Texas, trường đại học Hawaii và các trường đại học ở Úc Châu. Và trên đài truyền thanh, truyền hình thì có chương trình thuyết giảng Phật học, chuyên giảng đề tài. Ngài đi đến nơi nào thuyết giảng thì có rất nhiều thính chúng lắng nghe. Pháp âm, pháp duyên của Ngài rất thù thắng, được tứ chúng đệ tử hết lòng ủng hộ. Tháng 5 năm 1995, được sự chỉ đạo của Pháp sư Tịnh Không, cư sĩ Lâm, Phật giáo Singapore và Tịnh Tông Học Hội liên kết sáng lập lớp bồi huấn nhân tài hoàn pháp và chỉ dạy công việc giáo học hàng ngày. Tháng 5 năm 1998, ở cư sĩ Lâm, Phật giáo Singapore bắt đầu tuyên giảng Kinh Hoa Nghiêm, cũng đồng thời tuyên giảng Kinh Vô Lượng Thọ. Từ năm 1998 ở Úc Châu và Tân Gia Ba, hai nơi này tích cực đẩy mạnh lý niệm văn hóa đa nguyên, xúc tiến hòa bình, xã hội an định. Ngoài trừ ra, ở Singapore chủ động đi thăm viếng các đoàn thể tôn giáo và trợ giúp sự nghiệp từ thiện xã hội. Ở Úc Châu tham gia diễn đàn tôn giáo, trợ giúp trường đại học Real Faith thành lập trung tâm văn hóa đa nguyên và trường đại học West Lawn thành lập học viện nghiên cứu giải quyết xung đột và hòa bình. Tháng 5 năm 2020, nhận lời mời của Cục Tôn giáo Trung Quốc, Ngài cùng với những vị lãnh tụ của chiến đại tôn giáo Singapore đi thăm viếng các đại đoàn thể tôn giáo Trung Quốc, xây dựng mối quan hệ thân thiện. Tháng 1 năm 2001, bắt đầu ở Úc Châu, dự bị xây dựng Tịnh Tông Học Viện để bồi dưỡng trau dồi càng nhiều nhân tài Phật giáo cho hàng hậu học. Ngài hiện cư ngụ ở Úc Châu, ngoại trừ mỗi ngày 4 tiếng đồng hồ ở trong phòng ghi hình tuyên giảng Kinh Hoa Nghiêm, cũng thường đi Hồng Kông và Singapore để hoàn pháp. Tháng 5 năm 2002, được trường đại học Real Faith mời làm giáo sư danh dự. Tháng 6, được trường đại học West Lawn mời làm giáo sư khách tọa
và được thành phố Tomabara phong tặng công dân danh dự của thành phố. Giữa tháng 8 năm 2002, Ngài được Đại học Griffith phong tặng tiến sĩ danh dự. Tháng 7 năm 2003, với chức phận giáo sư đại biểu trường Đại học Griffith, đến Thái Lan tham dự Hội nghị Thế giới Hòa bình Liên Hiệp Quốc. Tháng 4 năm 2004, Ngài được trường Đại học West Lawn Úc Châu phong tặng tiến sĩ danh dự. Tháng 6 năm 2004, Bộ Tôn giáo Indonesia tổ chức thành đoàn phỏng vấn lãnh tụ tôn giáo, thỉnh mời Ngài làm cố vấn danh dự đi thăm viếng Ai Cập, Ý Đại Lợi và Vatican. Nhờ vào thông qua tôn giáo giao lưu, tiến đến tìm hiểu với nhau, cùng xây dựng ý thức chung. Tháng 8 năm 2004, Hòa Thượng được trường Đại học Châu Lập Islam Giáo Indonesia phong tặng tiến sĩ danh dự. Tháng 8 năm 2004, Ngài được mời tham gia Hội nghị quốc tế do Liên Hiệp Quốc Giáo khoa Văn tổ chức cử hành tại Olayama, Nhật Bản và phát biểu chuyên giảng đề tài. Tháng 6 năm 2005, do bởi Ngài tích cực đẩy mạnh nền văn hóa đa nguyên, tôn giáo hài hòa, liên hệ đoàn kết chủng tộc và nỗ lực công việc giáo dục thế giới, được Nữ hoàng Anh Quốc ban tặng huân chương AM. Do tuổi già sức yếu, Pháp sư Tịnh Không đã viên tịch vào lúc 2 giờ sáng ngày 26 tháng 7 năm 2022 tại chùa Cực Lạc, Đài Nam, Đài Loan, hưởng thọ 95 tuổi.